Thưa quý vị, triệu chứng COVID-19 xoe, một nghiên cứu đang được tiến hành ở Anh, đã công bố dữ liệu về các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 mới nhất. Theo kết quả nghiên cứu, các triệu chứng ở những người dương tính với nCoV đã thay đổi. Điều này có thể là xuất phát từ biến chủng Delta, hiện chiếm 99% các ca mắc COVID-19 ở Anh, theo DataWell chia sẻ. Dữ liệu của nghiên cứu nói trên được báo cáo thông qua một ứng dụng bởi cả những người đã và chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ngay cả những người đã được tiêm chủng vẫn có khả năng dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, dữ liệu của nghiên cứu cho thấy những người đã tiêm vaccine thường có các triệu chứng nhẹ và ít có khả năng bị đe dọa đến tính mạng hơn. Còn ở những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, các triệu chứng lần lượt là đau đầu, sổ mũi, hắt hơi, viêm họng và mất khứu giác. Một số triệu chứng trong danh sách trên có thể bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Sự nhập nhằng giữa các triệu chứng của hai loại bệnh được cho là nguyên nhân khiến biến chủng Delta lây nhanh, rộng rãi ở Anh. Trong khi đó, triệu chứng mắc COVID-19 ở những người chưa được tiêm chủng không có nhiều thay đổi so với thời điểm đại dịch bùng phát cách đây khoảng 18 tháng. Những triệu chứng này bao gồm đau đầu, viêm họng, sổ mũi, sốt và ho khan. Hai nhà khoa học về bệnh truyền nhiễm Tim Spector và Tristan Dalton đã khuyến cáo người dân đi kiểm tra lập tức nếu thấy bản thân của mình không khỏe, đồng thời hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách với mọi người cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bởi lẽ các triệu chứng mắc COVID-19 có thể bị nhầm lẫn với cảm cúm. Và tính đến ngày 26 tháng 7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới ghi nhận hơn 194 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,16 triệu trường hợp tử vong. Số ca mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ đang giảm dần sau khi đạt mức đỉnh hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng thứ hai đang đe dọa những người từng mắc COVID-19 ở Ấn Độ. Thoát khỏi sóng thần COVID-19 khủng khiếp, hàng chục nghìn bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại vĩnh viễn trên khuôn mặt, mất thị lực, thậm chí là tử vong do một căn bệnh khác, đó chính là bệnh nấm đen. Bệnh viện ở thành phố Pune, bang Maharashtra của Ấn Độ đang chật vật đối phó với số lượng gia tăng các bệnh nhân mắc bệnh nấm đen. Bệnh do nấm mucormycosis gây ra, đây là loại nấm thường gặp hàng ngày. Nhưng những người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh có hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị nhiễm loại nấm này. Khoảng 85%, nghĩa là phần lớn những người nhiễm phải căn bệnh này đều từng mắc COVID-19. Ban đầu tôi hồi phục khá tốt sau khi mắc COVID-19, nhưng tới một ngày, tự dưng mũi tôi bị chảy dịch vàng. Và sau khi chụp CT thì bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh nấm đen và phải phẫu thuật. Trước đại dịch COVID-19, Ấn Độ có khoảng 3.000 đến 4.000 ca nhiễm nấm đen mỗi năm. Khi đó các ca bệnh không được chú ý nhiều, các bang không bắt buộc phải báo cáo về số ca bệnh với chính phủ trung ương. Điều này đã thay đổi vào tháng 5 khi số ca nhiễm nấm đen tăng mạnh. Không những thế, thuốc điều trị căn bệnh này có giá khá đắt đỏ, 95 đô la Mỹ một liều và không được bán bên ngoài các bệnh viện. Theo các bác sĩ, loại thuốc này cần 3 liều mỗi ngày trong vòng ít nhất 28 ngày. Như vậy, chi phí điều trị có thể lên tới 8.000 đô la Mỹ, một khoản tiền ngoài tầm với của rất nhiều người nghèo ở Ấn Độ. Nếu không được điều trị kịp thời, những người nhiễm nấm đen có thể bị hủy hoại vĩnh viễn khuôn mặt, mất thị lực, thậm chí tử vong. Bệnh nấm đen có tỷ lệ tử vong tới hơn 50%. Theo thống kê, đến tháng 7, Ấn Độ có hơn 4.300 người tử vong do nấm đen. Nếu thấy một bệnh nhân bị nhiễm trùng quanh mũi và mắt, thì trong vòng 2 ngày, cả hai mắt của anh ta sẽ bị sưng lên. Bệnh lây lan rất nhanh, vì vậy việc dùng thuốc và điều trị ngay lập tức là rất quan trọng. Làn sóng COVID-19 thứ 2 của Ấn Độ đang dịu bớt, nhưng có những lo ngại về làn sóng thứ 3, và điều đó có thể kéo theo sự bùng phát nấm đen ở Ấn Độ. Cho đến nay, không có quốc gia nào khác báo cáo số ca bị nấm đen tăng mạnh, ngay cả khi biến thể Delta lan rộng trên toàn thế giới. Quân đội chính phủ Tunisia đã được triển khai tại thủ đô Tunis sau khi Tổng thống Kais Saied thông báo đình chỉ hoạt động của Quốc hội, tước quyền miễn trừ của toàn bộ các thành viên Quốc hội và cách chức Thủ tướng Hicham Mechichi. Quốc hội Tunisia bị đình chỉ hoạt động trong vòng 30 ngày. Quyết định được công bố sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực tại một số thành phố của Tunisia để phản đối đảng cầm quyền vì cho rằng chính phủ đã thất bại trong công tác kiểm soát đại dịch COVID-19. Trong khi đó, nhân chứng cho biết vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 7, quân đội Tunisia đã ngăn Chủ tịch Quốc hội Rached Ghannouchi vào trụ sở của cơ quan lập pháp này.
Trước đó, ông Ghanouchi đã hối thúc người dân xuống đường biểu tình để chấm dứt cái mà ông gọi là một cuộc đảo chính sau động thái của Tổng thống Saied. Tiếp tục bản tin là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Thỏa thuận trên được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Năng lượng của G20 diễn ra tại Napoli, Italia. Thỏa thuận này là cơ sở cho việc mở đường cho hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP26, sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn chưa nhất trí về cách diễn đạt về giới hạn sự ấm lên của trái đất ở mức từ 1,5 tới 2 độ C mà Hiệp định Paris đề ra và được gần 200 nước phê chuẩn. Hiệp định Paris kêu gọi giới hạn mức nhiệt của trái đất ở mức dưới 2 độ C và ở mức 1,5 độ C nếu có thể. Thông cáo chung của hội nghị nêu rõ, các nước từ Trung Quốc tới Ấn Độ, Mỹ, Nga và các nước châu Âu đều nhất trí rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhất là sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19, là công cụ thúc đẩy nhanh và toàn diện tăng trưởng kinh tế, xã hội, tạo việc làm và phải là một tiến trình chuyển đổi mà không ai bị bỏ lại phía sau. Hội nghị các bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng tại Napoli là diễn đàn trực tiếp đầu tiên kể từ hội nghị tại Nhật Bản vào tháng 6 năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới. Hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Năm 2021 là năm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi sinh thái và khí hậu, với một sự kiện toàn cầu sẽ diễn ra trong những tháng tới. Hội nghị các bên COP của ba công ước Rio về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và sa mạc hóa. Khởi động thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh về các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc và Hội nghị về Đại dương của Liên Hợp Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.